Bình Nguyên sẽ chia sẻ đến quý vị một cái chủ đề rất là hay, đó chính là cách để chúng ta có thể bảo vệ được cái tài sản cá nhân khỏi nguy cơ mất cắp với chiếc cassette mini công nghệ 4.0 hiện đại nhất hiện nay. Và nếu như các bạn đã từng tham khảo nhiều chiếc cassette mini thì Bình Nguyên chắc chắn một điều rằng là bạn sẽ chưa từng thấy được chiếc cassette mini nào thông minh và tiện lợi như vậy. Thì cái ưu điểm của chiếc cassette này đó chính là về đặt ở bên ngoài thì sẽ thấy ngay cái điểm khác biệt ngay khi lần đầu tiên chúng ta chạm ánh mắt nhìn vào sản phẩm. Đó chính là cái phần góc cạnh được bo tròn viền này, cái bảng khóa vân tay và điện tử là được đặt chìm vào bên trong. Và cái điều đặc biệt nhất của chiếc cassette này đó chính là được sử dụng cảm biến vân tay tĩnh mạch. Chúng ta chỉ việc đưa vân tay vào đây này là tự động cánh cửa lao ra, như kiểu Bình Nguyên có phép lạ, ấn ra một phát là tự động lao ra ngay, và chúng ta không cần phải sử dụng đến tay nắm hoặc khóa chìa thì mới mở được két sắt ra. Và khi đóng lại chỉ việc đóng lại như này luôn này là tự động khóa lại luôn rồi. Và khi mở ra này, chạm vào đây này là mở ra được ngay này. Và két sắt này của chúng ta sẽ sử dụng được 100 vân tay khác nhau. Và không những sử dụng bằng vân tay thì em két sắt này sẽ được trang bị thêm tính năng là bấm mã số điện tử. Và khi sử dụng thì vô cùng thuận tiện, chúng ta không muốn dùng vân tay, chúng ta có thể bấm mã số điện tử. Các bạn chạm vào màn hình, nhập mật khẩu đang sử dụng vào, ấn nút thang để hoàn thành là tự động mở ra được ngay. Và không cần phải dùng đến quá nhiều thao tác, và cũng không cần phải xoay chốt khóa, và cũng không cần phải mang theo một chiếc chìa khóa đi theo mình để tránh trường hợp rủi ro bị mất chìa khóa. Và hơn nữa là không gian ở bên trong của chiếc cassette thì rất là rộng, có 2 ngăn, và ngăn này giúp chúng ta để vừa được cả giấy A4 và cả túi hồ sơ luôn mà không lo bị kích. Và giữa chiếc cassette nào mini mà có kích thước nhỏ gọn như vậy nhưng bên trong vẫn để được giấy tờ thoải mái. Đặc biệt hơn nữa, ở bên trong có một cái đèn led chiếu sáng này, đây này, cái đèn led chiếu sáng để chiếu vào bên trong, giúp chúng ta khi để vào trong tủ thì các đồ dùng và tài sản quý của chúng ta được nhìn nhận để chúng ta lấy đồ ra được một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Và ở bên trong này nội thất được bọc da rất là cao cấp, tạo vẻ đẹp sang trọng. Ví dụ như khi chúng ta cất vàng ở đây thì các cái khi mà sờ vào bên trong này nó không bị ráp tay, bởi vì các cái đường nét cơ khí được làm tỉ mỉ rất là kỹ đến từng chi tiết. Và cánh cửa của chiếc cassette này được sử dụng cánh cửa thép tấm đúc đặc dày 5 ly và có hệ thống chốt khóa 4 chiều bên trái và bên phải luôn. Và hơn nữa, một tính năng chống trộm thông minh nhất hiện nay và không phải chiếc cassette nào cũng có được, đó chính là tính năng cảnh báo thông minh về điện thoại. Tính năng này là tính năng bảo mật nhất trên một chiếc cassette. Ví dụ khi mà chúng ta đang đi vắng hoặc là đi du lịch, chẳng may có tên trộm nào mà định mở cái cassette này của chúng ta thì ngay lập tức sẽ có một cái thông báo về ngay điện thoại cho chúng ta để chúng ta có thể biết được và ngăn chặn được ngay là có người đang đột nhập mở cái cassette này ra, thì chúng ta sẽ biết được ngay và để chúng ta có thể ngăn chặn được ngay những trường hợp xấu như vậy. Và với cái tính năng như vậy thì chiếc cassette này nó hơn cả cái chuyện là tiền đang để ở trong túi của chúng ta, bởi vì nhiều khi tiền ở trong túi của chúng ta rơi lúc nào chúng ta không biết. Nhưng khi mà có người mở cái cassette này ra thì chúng ta sẽ được nhận được thông báo ngay và chúng ta sẽ được nhận được một cái lịch sử ghi lại cái thời gian mở chiếc cassette này. Và nếu như các bạn đang cần mua một chiếc cassette có kích thước nhỏ gọn để chúng ta để vào trong tủ và chúng ta cần cái yếu tố thẩm mỹ và tính năng khóa phải thông minh và thuận tiện thì các bạn không thể bỏ qua chiếc cassette này. Bình Nguyên chắc chắn rằng đây là một trong những sản phẩm công nghệ cao, thuận tiện với người dùng và có độ bền và ổn định rất là tốt. Và nếu các bạn cần mua sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp lên tổng đài của công ty Viettiệp để mua hàng chính hãng và để tránh mua phải các mặt hàng giả mạo kém chất lượng và để sử dụng các cái dịch vụ sau bán hàng ân cần chu đáo nhất. Chúng ta có thể kích vào ngay cái đường link ở bên trên ấy, mình đã để đường link ở trên đấy. Chúng ta mua hàng đặt mua tại website của công ty, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hotline của công ty theo số điện thoại 1900 989932 để được nhân viên kỹ thuật giao hàng lên tận nơi vị trí đặt và tư vấn cho quý vị cách sử dụng đầy đủ chi tiết nhất. Và nếu như các bạn thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một đăng ký. Và nếu như có điều gì đó mà các bạn băn khoăn có thể comment xuống bên dưới để Bình Nguyên có thể làm video clip tư vấn thêm cho các bạn. Cảm ơn.